Kính chào quý vị và các bạn, cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Tin tức và đời sống của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Quý vị quan tâm đến chương trình xin đừng rời mắt khỏi màn hình. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chính có trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, tính đến trưa nay, Việt Nam ghi nhận thêm 4 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng tại thủ đô Hà Nội. Như vậy, Hà Nội đã ghi nhận tổng số 19 ca mắc COVID-19 kể từ khi xuất hiện ổ dịch ở Quảng Ninh và Hải Dương. Huyện Văn Yên xử phạt trường hợp đầu tiên vì trốn cách ly tại nhà. Mỗi ngày có hàng nghìn lượt người và phương tiện được kiểm tra tại 9 chốt kiểm dịch trên địa bàn tỉnh. Thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên tích cực chủ động trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Yên Bái đứng thứ 5 trên 14 tỉnh Trung Du và miền núi phía Bắc về số lượng giải học sinh giỏi bậc trung học phổ thông. Gương hội viên nông dân làm giàu từ mô hình VACR tại thôn Quân Bổ, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên. Thưa quý vị và các bạn, tính đến trưa nay ngày 1 tháng 2, Việt Nam đã ghi nhận thêm 4 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng tại thủ đô Hà Nội. Sáng 1 tháng 2, theo tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội, trên địa bàn huyện Mê Linh đã ghi nhận 2 ca dương tính với SARS-CoV-2. Hai ca bệnh này là bố và mẹ của bệnh nhân 1725. Bệnh nhân 1725 là công nhân của phân xưởng cơ điện dụng cụ nhà máy Z153, Cục Kỹ thuật Bộ Quốc phòng, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội và là F1 của bệnh nhân 1694. Hai ca dương tính được Sở Y tế Hà Nội công bố trưa 1 tháng 2 đều là nam, trong đó một người sinh năm 1962 là F1 bệnh nhân 1814, chủ nhà tổ chức tiệc cưới ở Hải Dương chuyển nhà đến Nam Từ Liêm. Một người sinh năm 1974 là F1 bệnh nhân 1724 ở huyện Đông Anh, công nhân nhà máy Z153. Hầu hết các trường hợp này đều có lịch trình phức tạp và tiếp xúc với nhiều người. Như vậy, Hà Nội đã ghi nhận 19 ca mắc COVID-19 kể từ khi xuất hiện ổ dịch ở tỉnh Hải Dương và tỉnh Quảng Ninh. Trong đó 15 ca đã được Bộ Y tế định mã số bệnh nhân, 4 ca dương tính thuộc diện nghi nhiễm. Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một người đàn ông do có hành vi trốn tránh việc áp dụng các biện pháp cách ly y tế tại nhà với mức phạt tiền 7,5 triệu đồng. Ngày 31 tháng 1 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với anh Trần Văn V, sinh năm 1984, cư trú tại tổ dân phố số 4 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, do có hành vi trốn tránh việc áp dụng các biện pháp cách ly y tế của Ủy ban nhân dân thị trấn Mậu A với mức tiền phạt là 7,5 triệu đồng. Theo quy định tại điểm B khoản 1 điều 11 của Nghị định 117/2020 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế. Đây là trường hợp đầu tiên bị xử phạt trên địa bàn huyện Văn Yên về lĩnh vực này. Được biết, sáng ngày 30 tháng 1 năm 2021, Ủy ban nhân dân thị trấn Mậu A đã ban hành quyết định cách ly y tế tại nhà để phòng chống dịch COVID-19 đối với anh Trần Văn V. Tuy nhiên, đến 11 giờ cùng ngày, anh V đã trốn tránh không thực hiện biện pháp cách ly của cơ quan có thẩm quyền. Sau 4 ngày kích hoạt trở lại các chốt kiểm dịch COVID-19 ở tỉnh Yên Bái, đa phần người dân chấp hành tốt các quy định về phòng chống dịch bệnh. Một số ít trường hợp chưa tự giác chấp hành đều được lực lượng chức năng nhắc nhở và cấp phát khẩu trang miễn phí. 9 chốt kiểm dịch y tế phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh được kích hoạt trở lại từ sáng ngày 9 tháng 1 2021. Với vai trò chủ trì, Công an tỉnh Yên Bái đã huy động trên 50 cán bộ chiến sĩ trực tiếp phối hợp với các lực lượng chức năng gồm y tế, quân đội, thanh tra giao thông tại các chốt tiến hành dừng đỗ, kiểm tra phương tiện, đo thân nhiệt các hành khách và yêu cầu khai báo y tế đối với các trường hợp di chuyển từ địa bàn khác đến, đặc biệt là những người đến từ vùng có dịch. Lực lượng chức năng cho biết, mỗi ngày tại các chốt kiểm dịch y tế đã tiến hành kiểm tra và yêu cầu khai báo y tế đối với hàng nghìn lượt người và phương tiện, tuy nhiên chưa phát hiện trường hợp nào có biểu hiện bất thường. Tất cả người dân đều rất ủng hộ chủ trương kích hoạt lại các chốt kiểm dịch y tế. Theo kế hoạch, các chốt kiểm dịch y tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái sẽ hoạt động 24 trên 24 giờ tất cả các ngày trong tuần. Ngoài nhiệm vụ tuyên truyền nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh, thì lực lượng chức năng cũng sẽ tiến hành xử lý nghiêm các trường hợp gây cản trở, chống đối hoặc khai báo gian dối về tình hình dịch bệnh COVID-19. Cùng với cả tỉnh và cả nước, những ngày này thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên đang tập trung các nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đặc biệt, khi trên địa bàn có một trường hợp F1 đang thực hiện cách ly, thì sự chủ động tích cực của cấp ủy chính quyền và người dân trong công tác phòng chống dịch là đặc biệt quan trọng. Tại trường tiểu học Trần Phú, nhà trường đã triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh như tổ chức phát khẩu trang, đo thân nhiệt cho 100% học sinh, giáo viên, nhân viên và những người đến giao dịch làm việc, bố trí dung dịch sát khuẩn tại mỗi lớp học và ngay cổng trường, quản lý học sinh chặt chẽ hơn cho các em nghỉ giải lao tại lớp, hạn chế ra sân chơi, cho giáo viên chủ nhiệm các lớp mở sổ nhật ký theo dõi sức khỏe học sinh, tổ chức cho phụ huynh học sinh ký cam kết phòng chống dịch bệnh. Nhắc nhở phụ huynh học sinh trang bị cho con bình nước ấm cá nhân, thế và thực hiện đeo khẩu trang
khi đến trường, từ nhà đến trường, ở trường và thực hiện từ trường về nhà. Thế và một ngày thì sẽ thay khẩu trang 2 lần. Thế và ở trên lớp thì chúng tôi cũng đầu tư để trang bị cho các lớp cái dung dịch chloramin B phun khử khuẩn toàn bộ trường học trong buổi chiều ngày hôm nay và ngày thứ Bảy Chủ nhật. Từ khi dịch bệnh bùng phát trở lại ở nhiều tỉnh, thành phố, thị trấn Yên Thế luôn luôn trong tư thế sẵn sàng cao. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 thị trấn đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên khẩn cấp thực hiện các biện pháp phòng chống. Trong đó tuyên truyền được coi là nhiệm vụ hàng đầu, tiến hành phát tờ rơi, nhắc nhở từng người dân thực hiện 5K theo khuyến cáo, đặc biệt là thực hiện phương pháp tuyên truyền qua mạng xã hội như Zalo, Facebook. Cái bệnh COVID-19, thế nên chúng tôi cũng nắm được. Thế như là người dân chúng tôi đến, nói chung là từ gia đình mà ra địa bàn công cộng, chúng tôi đều chấp hành, coi như là đeo khẩu trang rồi là rửa tay xà phòng, là nói chung là sát trùng. Tuyên truyền về công tác phòng chống dịch trên địa bàn thị trấn Yên Thế với nhiều hình thức như là phát tờ rơi, treo băng rôn khẩu hiệu pano áp phích và tuyên truyền bằng các hình thức như xe loa lưu động tại các tổ dân phố và nơi tập trung đông người. Cùng với tuyên truyền hướng dẫn nhân dân, thị trấn Yên Thế đã tổ chức theo dõi khảo sát tất cả các trường hợp công dân ở nơi khác về địa phương. Khi có người vào địa bàn phải khai báo y tế và giám sát thường xuyên. Thị trấn cũng lập nhóm Zalo gồm các tổ trưởng, tổ tự quản, qua đó thường xuyên cập nhật thông báo thông tin để lãnh đạo thị trấn nắm được. Đối với các trường học nơi tập trung đông người, thị trấn Yên Thế đang tổ chức cho các giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh ký cam kết thực hiện biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Là một là tuyên truyền bằng các hình thức như là lưu động, các tăng âm loa đài để đi đến tất cả các tổ dân phố trên địa bàn. Cái thứ hai là phát tờ rơi. Cái thứ ba là đặc biệt là công tác tuyên truyền trên mạng xã hội. Đó là một trong những cái kênh mà tôi thấy hiện nay là nó có hiệu quả rất lớn. Đó là về công tác tuyên truyền. Cái thứ hai là về công tác mà nắm tình hình, theo dõi sát tình hình cái diễn biến của dịch bệnh, từ đó để có những cái phương hướng đưa ra cụ thể. Với tinh thần mỗi người dân là một chiến sĩ, quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, những ngày này cấp ủy chính quyền và nhân dân thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên đang nỗ lực siết chặt các biện pháp giám sát phòng chống dịch bệnh. Thưa quý vị và các bạn, khi mà tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có những diễn biến hết sức phức tạp, đe dọa trực tiếp tới sức khỏe tính mạng của nhiều người, thì từ sự tích cực chủ động vào cuộc trong công tác phòng chống dịch như ở thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên là hết sức quan trọng. Khi ý thức của mỗi người được nâng cao hơn, chắc chắn chúng ta sẽ chiến thắng đại dịch. Bây giờ chương trình sẽ được tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, trong năm 2020, qua công tác nắm tình hình, cơ quan chức năng toàn tỉnh đã phát hiện xử lý 3 vụ án tham nhũng. Trong đó, Tòa án Nhân dân đã xét xử một vụ với một bị cáo về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản và tội giả mạo trong công tác. Viện Kiểm sát Nhân dân cũng đã truy tố một vụ với 5 bị can về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cơ quan điều tra khởi tố một vụ với 5 bị can về tội tham mô tài sản. Thời gian gần đây, công tác phòng chống tham nhũng đã được tỉnh Yên Bái quan tâm thực hiện với nhiều giải pháp. Trong đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo điều hành bổ sung các quy định về phối hợp giải quyết thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng, điều chỉnh bổ sung các quy định phân cấp ủy quyền trong quản lý đất đai, quản lý sử dụng tài sản công nhằm minh bạch các quy trình thủ tục. Các cấp các ngành của tỉnh cũng đã quan tâm thực hiện nghiêm túc công khai minh bạch trong tổ chức và hoạt động, đặc biệt là đẩy mạnh việc thực hiện quy định về thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó có việc chuyển lương qua tài khoản. Năm 2020, toàn tỉnh đã tiến hành 83 cuộc thanh tra hành chính, trong đó thanh tra theo kế hoạch 74 cuộc, thanh tra 9 cuộc đột xuất, đã kết thúc thanh tra trực tiếp 76 cuộc và ban hành 69 kết luận thanh tra. Qua thanh tra phát hiện 49 trên 121 đơn vị được thanh tra có sai phạm với tổng số tiền trên 3,6 tỷ đồng và trên 3.300 m2 đất, kiến nghị xử lý thu hồi gần 2,5 tỷ đồng và toàn bộ diện tích đất sai phạm. Những sai phạm được phát hiện qua thanh tra chủ yếu liên quan đến việc quản lý sử dụng ngân sách, thanh quyết toán bảo hiểm xã hội, đất đai. Ngoài ra, toàn tỉnh đã tiến hành 97 cuộc thanh tra kiểm tra chuyên ngành đối với trên 5.800 cá nhân và 428 tổ chức, phát hiện 408 cá nhân và 45 tổ chức có vi phạm. Đã ban hành 446 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền gần 6,2 tỷ đồng. Năm học 2020-2021, trong cuộc thi chọn học sinh giỏi trung học phổ thông cấp quốc gia, tỉnh Yên Bái đứng thứ 35 trên 69 hội đồng thi trên toàn quốc và đứng thứ 5 trên 14 tỉnh Trung Du miền núi phía Bắc về số lượng giải.
Năm học 2020-2021, tỉnh Yên Bái có 26 trên 55 học sinh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi trung học phổ thông cấp quốc gia ở 9 đội tuyển. Trong đó có 5 giải nhì, tăng 1 giải so với năm học trước, 8 giải 3 và 13 giải khuyến khích. Cả 26 em đạt giải đều là học sinh trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành. Các môn đạt kết quả cao như sinh học, ngữ văn, hóa học, vật lý và địa lý. Để đạt được kết quả này, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái đã tổ chức tuyển chọn nghiêm túc học sinh ưu tú tham gia đội tuyển, lựa chọn các giáo viên tâm huyết giỏi nghề tham gia giảng dạy, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy và ôn luyện, tổ chức trên 1.500 buổi học cho các đội tuyển. Đặc biệt trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường vì dịch bệnh COVID-19, các thầy cô giáo đã thực hiện dạy học trực tuyến để đảm bảo tiến độ bồi dưỡng đội tuyển. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đã và đang được triển khai sâu rộng ở các cấp hội trên địa bàn huyện Trấn Yên. Từ khi xuất hiện ngày càng nhiều điển hình phát triển kinh tế làm giàu hiệu quả. Một trong số đó là mô hình VACR cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm của hội viên nông dân Sổng A Dũng ở thôn Khuân Bổ, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên. Sổng A Dũng sinh ra ở xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên, rồi theo bố mẹ di cư lên bản Khe Lóng 1, xã Kiên Thành. Do phong tục tập quán du canh du cư nên cái đói cái nghèo luôn bám lấy bà con người Mông trong bản. Năm 2000, nghe theo sự vận động của các cấp, các ngành, bản Mông của Dũng đã hạ sơn về định cư tại thôn Khuôn Bổ, xã Ông Ca. Sau hơn 20 năm định cư, đến nay cuộc sống của cả thôn đã có nhiều khởi sắc. Gia đình Sổng A Dũng và nhiều hộ trong thôn có mức thu nhập hàng trăm triệu đồng một năm. Bà con rất hài lòng với cuộc sống sau khi hạ sơn. Anh rất tự hào về quê hương bản Mông ở đây. Bây giờ là thứ nhất là có đường đi lại và rất là thuận tiện, và thứ hai là cũng gần chợ, là đi lại về cái ăn uống thì đi lại để mình mua sắm như cái đồ ăn chín là rất dễ dàng, không như ngày xưa ở trên đồi cao là tháng hàng năm là không được ăn, trẻ con hàng năm là không có kẹo ăn đâu, nhưng bây giờ thì cả thấy rất là trẻ con thì rất là sung sướng rồi. Với mong muốn thoát cảnh đói nghèo cơ cực, Sổng A Dũng đã tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật và mạnh dạn nhận đất để trồng rừng. Có kiến thức và đất trống, Sổng A Dũng đã phủ xanh 15 hecta đất rừng bằng cây quế. Hàng năm từ việc chặt tỉa cây nhỏ, tận thu cành lá cũng cho thu nhập hàng chục triệu đồng. Điều quan trọng nhất đó là Sổng A Dũng và người Mông Khuôn Bổ không còn tư tưởng trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước để phát triển kinh tế. Mỗi năm tỉa cây nhỏ với là tỉa cành thì mỗi năm được khoảng 40 triệu, 40-50 triệu. Quế tổng giá trị bây giờ có thì chắc khoảng tỷ hơn tỷ thôi, không nhiều. Ngày xưa thì cũng trông chờ nhà nước về hỗ trợ những cây giống nọ cây giống kia, bây giờ thì các nhà bây giờ như cây quế này chả trông chờ vào ai cả, anh em là cứ tự nhiên là có đất là cứ bỏ tiền ra mua giống về trồng ồ ạt thôi, không phải trông chờ vào ai cả. Bên cạnh việc đầu tư cho cây quế, Sổng A Dũng còn trồng 1 hecta cây sa nhân dưới tán rừng, 2 hecta che măng bát độ, trồng 1 hecta cây ăn quả có múi trên đất vườn và chăn nuôi thủy sản trên diện tích 1 mẫu mặt nước, trừ chi phí thì mỗi năm bình quân cũng thu trên 200 triệu đồng. Gia đình anh trở thành hộ có thu nhập khá, được hội nông dân huyện công nhận là hộ sản xuất kinh doanh giỏi. Sổng A Dũng còn là tấm gương tiêu biểu của thôn Khuôn Bổ trong việc vận động, giúp đỡ người dân trong thôn cùng thi đua làm giàu, xây dựng nông thôn mới. Về thôn Khuôn Bổ thì có gia đình ông Sổng A Dũng, thì ông là một trong những gia đình tiêu biểu nhất của thôn Khuôn Bổ. Thì phát triển kinh tế này, giúp đỡ các hộ gia đình khó khăn để vươn lên trong công tác vận động bà con nhân dân xây dựng nông thôn mới, thì ông cũng đã có rất nhiều đóng góp. Bên ánh lửa hồng những ngày chuẩn bị bước sang năm mới, Sổng A Dũng có nhiều thời gian hơn để hoạch định cho việc phát triển kinh tế gia đình trong thời gian tới. Năm 2021 thì cũng đang muốn là để phát triển, tiếp tục phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ngày một nó càng khang trang, nhà cửa thế khang trang hơn. Sau hơn 20 năm định cư, với nghị lực vượt khó vươn lên, Sổng A Dũng ở thôn Khuôn Bổ, xã Ông Ca đã trở thành tấm gương người dân tộc Mông điển hình trong phong trào phát triển kinh tế, góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi công cuộc xóa đói giảm nghèo và nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Dự báo thời tiết đêm mùng 1 ngày mùng 2 tháng 2 năm 2021, khu vực phía Tây gồm huyện Văn Chấn, huyện Trạm Tấu, huyện Mù Căng Chải và thị xã Nghĩa Lộ, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng gió nhẹ, trời rét, đêm và sáng vùng cao rét đậm rét hại. Nhiệt độ cao nhất 20 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 19 đến 21 độ, nhiệt độ thấp nhất 15 đến 17 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 11 đến 13 độ.
Khu vực phía đông gồm huyện Văn Yên, huyện Yên Bình, huyện Trấn Yên, huyện Lục Yên. Trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều hửng nắng, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ cao nhất 20 đến 22 độ, nhiệt độ thấp nhất 16 đến 18 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trưa chiều hửng nắng, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ cao nhất 20 đến 21 độ, nhiệt độ thấp nhất 17 đến 18 độ. Chương trình tin tức và đời sống của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.